Chào các anh em, tôi là Tài, kỹ thuật viên của United. Thì hiện tại tôi đang có mặt ở một cái nhà máy solar farm ở khu vực Bình Phước, có công suất là 250 MW. Thì đối với một dự án solar farm thì điều mà chủ đầu tư quan tâm nhất đó là cái hệ thống nối đất. Thì hệ thống solar farm này có đâu đó khoảng trên 200 những cái trụ thu xét như là phía bên trái tôi đây. Thì cái việc kiểm tra là cái hệ thống nối đất rất là quan trọng, bởi vì sắp tới sẽ là mùa mưa thì rất là dễ xảy ra dông bão và sấm chớp. Thì hôm nay tôi sẽ kiểm tra với một cái trụ bất kỳ trong hệ thống bằng thiết bị của Flux, đó là Flux 1625-2. Đây là thiết bị kiểm tra địa đất chuyên dụng của Flux. Đây các bạn có thể thấy. Thì đối với thiết bị này, hãng Flux tích hợp nhiều cái function đo điện nối đất như là phương pháp đóng cọc truyền thống dành cho những cái hệ thống nối đất có thể cô lập được. Còn đối với những hệ thống đất không thể cô lập được thì hãng tích hợp cho cái thiết bị cái function khác như là phương pháp kìm và cọc hoặc phương pháp hai kìm, thì tích hợp cho những cái hệ thống tiếp địa không thể cô lập. Vì cái việc tích hợp nhiều phương tiện như vậy giúp cho người dùng có nhiều lựa chọn hơn khi mà tiến hành đo đạc kiểm tra hệ thống nối đất. Thì đối với cái cọc thu xét này, tôi lựa chọn cái phương pháp đóng cọc. Và sau khi đã kết nối cái cọc dòng và cọc áp thì bây giờ tôi tiến hành đo ha. Tôi nhấn nút test. Kết quả sẽ được hiển thị sau vài giây. Tôi đưa được kết quả là 1,18 ohm. Thì theo quy chuẩn hiện hành của các nhà thầu thì họ cam kết là điện trở nối đất của cọc thu xét là dưới 4 ohm, thì kết quả này là đạt.